Hello, chào mọi người, mình là Kingdom Dum đến từ Kingdom Boy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm, mình không biết đây có phải là một series mới nữa, nhưng mà mình kiểu như là mình đang không có suy nghĩ á. Thì đây sẽ là tập đầu tiên của Mập cùng Ken. Thì ngày hôm nay mới đầu là mình tính review cái món mấy cơm tấm đồ của bên quán xà bì chưởng của anh Đỗ Missy á, nhưng mà tiếc quá là quán đóng cửa, cho nên hôm nay mình sẽ qua review bánh bao cắt đem. Thì á, mình nghĩ là nếu mà mình quay cái series này nhiều, mình nghĩ là mình sẽ mập. Tại trong series mình sẽ ăn rất là nhiều, nên là hy vọng là mình sẽ mập. Nếu mình không mập thì là xui. Ok, thì chúng ta ăn bánh bao tươi Ngọc Liên Châu. Đây không phải là quảng cáo nha, đây chỉ là video mà mình ngồi mình ăn thôi. Ok, thì ở đây có 5 hộp bánh bao. Thì đây có gà, có bánh bao xúc xích, bánh bao tôm, bánh bao heo và bánh bao DB là gì đâu. Đặc biệt và đặc biệt tại sao mình lại nghĩ cái đề trên DB đầu của chắc do mọi người chửi mình nhiều quá, sao mình bị quen từ đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử bánh bao đầu tiên, đó là bánh bao mà thấy lạ nhất là bánh bao xúc xích. So here is the visual. Đây là bánh bao xúc xích nha mọi người. Ở damn, cái màu nó khác quá hả, màu khác quá hả. Tính ra là hồi đó về bánh bao mình thấy là toàn bánh bao màu trắng rồi. Sorry mọi người, tóc mình hơi dài, mình chưa được đi cắt tóc nữa. Oh my god. Ấy, nhìn ngon à. Ok, first bite of the day nè. Ngon vậy. Mình á, ở nhà mình rất thích ăn cơm xúc xích, cho nên khi mà mình ăn cái gì, bất cứ gì mình xúc xích á, mình rất thích. Đây mọi người coi, nên là xúc xích bông nhỏ ra, hồi nãy mình ăn dính miếng xúc xích bự sao á. Nhưng mà nói chung là nó rất là ngon. Wow, cờ nhập lý á. Trên 2 điểm 10 chắc đánh đâu tở 8 trên 10 á. Tại vì mình rất thích ăn xúc xích cho nên là nó rất là good. Wow. Ok nha, bánh bao đặc biệt lại có màu xanh lá cây. Damn. Tính ra là mới đầu nếu mà không nói đây là bánh bao đặc biệt chứ mình không biết luôn, mình sẽ nhìn đâu mình tưởng là bánh bao matcha. Nhưng không, nó là bánh bao đặc biệt. Matcha đặc biệt, matcha nè. Mất luôn mẹ. Chơi nha, hợp lý nha. Ok, bánh bao đặc biệt mình sẽ không biết trong đây. Sao nó bự quá vậy? Nó bự. Đặc biệt nó phải bự hơn. Mà nó bự hơn cái kia luôn á. Em không biết trong đây có gì á. Ok, first bite. Nó có đậu xanh trong này. Nè. Mình thấy cái vàng vàng không? Hình như là đậu xanh hay gì á, nó không phải trứng nha. Nó là mình tưởng trứng, nó không phải trứng. Vị như đậu xanh thì nó cắn là thử. Có cả trứng và đậu xanh luôn. Các em, đúng không, nó đặc biệt. Mà cái bên ngoài á, nó giống như cái nhân thịt bình thường á. Thì nó cũng chỉ là, đặc biệt là nó có thêm đậu xanh trong rồi. Hình như cái này trứng muối. Có cả tôm nữa nè. What? Này mình đói này chắc là trứng muối chứ không phải đậu xanh đâu, này trứng muối mà nãy mình ăn nhầm á. Đem đỉnh quá vậy. Trong đây có cả trứng muối và tôm. Ok. Mình cũng thích ăn trứng muối mọi người. Mọi người không biết đúng không? Hôm bữa mình mua luôn nguyên một cái bánh gì, bánh bông lan trứng muối, giờ mình ngồi mình ăn ở nhà. Siêu ngon. Wow, ok, hợp lý nha. Trứng muối rất ngon. Ok. Bữa tiếp theo sẽ dẹp á. Mình nghĩ là mình sẽ nên ăn heo trước, tại vì mình hay ăn thịt nướng đó mọi người, và thịt nướng nó hay có thịt heo ở trong, cho nên mình sẽ mỗi một cái là một màu khác nhau. Cái này màu tím nè. Damn, màu violet. Bây giờ ta sẽ dùng con dao này, ta sẽ mổ ra coi có gì trong này. Nhưng khoan, mình nên cắn vô nó trước rồi mình mới mổ ra sau không ta, hay là mình nên xẻ ra trước rồi ăn sau ta? Thôi hồi nãy giờ mình cắn nhiều rồi, cho nên bây giờ mình lần này mình sẽ xẻ cái này ra để coi có gì trong này. Chưa bao giờ mà ăn bánh bao phải dùng dao chẻ đôi luôn mọi người. Đây là lần đầu tiên luôn mọi người, để coi có gì trong này nha. Nó chỉ là một cái bánh bao trứng và thịt bình thường. Đềm, thật đáng thất vọng. Nhưng mà ở này là gì, heo đâu. À quên, này thịt heo mà, tất nhiên nó phải có thịt heo chứ. Tại sao ta nói gì vậy ta, đúng rồi ha. Nó không đáng thất vọng nha, nó đúng như những gì mà ta mong đợi rồi nha. Ê đỉnh quá ha. Nhìn nó giống như là, nó giống như dành cho commercial vậy đó. Kiểu là wow, bánh bao for the win. Ok, cắn thử nè. Ủa cho em hỏi tới, bình thường bánh bao á, là thịt ở trong thịt bò lắm rồi. Thành heo hả? Ủa gì thì nó giống mày chứ, em ăn cái vị nó y chang bánh bao bình thường. Em kiểu là
Ừ. Bò hơi sen, với lại bò mà kiểu như hấp lâu quá sao nhai. Đúng rồi, mình tại vì mình không vào bếp bây giờ mình không biết cái này nha. Thì ra này vị cũng giống bánh bao bình thường, ok hợp lý, nhưng mà được cái là nó màu đẹp và nó ngon. Ngon, thêm quá được không thì mình đói nữa. Thì mình ăn cũng thấy ngon hơn mọi người. Ha, đứng. Chúng ta đã xong cái bánh bao heo. Qua tiếp là cái bánh bao tôm. Thì bánh bao này mọi người đoán xem màu gì? Ha, không đoán được đúng không? Tại nó là màu vàng. Ha. Đỉnh. Cái vú á, mỗi cái bánh bao này có màu khác nhau á. Kiểu cái này nếu mà cho mấy đứa con nít ăn nó cũng được á, cho nó chọn màu á, cái nó thích màu nào lấy màu đó. Cái là nó cũng sẽ thấy vui nữa, kiểu kiểu nếu là mình là con nít mình cũng thích á. Bây giờ nó lấy là gì ta? Là tôm đúng không? Nên mình đoán là trong này sẽ có tôm nha. Một cái đoán thật là thú vị. Như bạn đã biết chứ đáp án, nhưng bạn vẫn phải đoán nó trong đó là gì. Ê, cái này phô mai phải không? They have cheese in this. They got cheese, god damn. Nó có cả phô mai trong này nữa nè. My god, đây thì đây là tôm nha, và đây là phô mai. Ê, cái này mình cảm thấy là mình rất là eager để ăn á. Kiểu như là từ từ nha. First bite nè. À, không phải bơ. Nó không phải phô mai, nó là cái gì đó. Mọi người nhớ là hồi đó mọi người ăn bánh bèo á, không phải bánh bèo, bánh đó không? Cái bánh mà trong cái trứng nhỏ 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 mà ngoài chợ hay múc ra không ăn là gì ta? Bánh bèo đúng không? Rồi. Mọi người nhớ là ăn bánh bèo á, trên nó sẽ có hành, rồi có mấy cục trắng mà mình hay ăn không? Thì cái cục này mình ăn vô là nó y chang vậy á. Mọi người không biết là cục gì mà rất là ngon. Cái vị này giống như đang bánh bèo mà ăn với bánh bao vậy á. That's really good man. Ok, tiếp. Chúng ta có bánh bao cuối cùng. Bánh bao gà. Ok nha. Hy vọng tao ăn vô tao sẽ không chơi game gà như cách mà nó kêu tao gà. Thì cái bánh bao này màu trắng, như một cái bánh bao truyền thống nha mọi người. Thì mình chỉ hy vọng là đây nó sẽ có cái visual khác. Như là let's cut it up guys. Mở ra có trứng gà. Mở ra có trứng gà. Không có trứng gà mà không có thịt gà nha. Một bánh bao full trứng gà luôn. Hoặc là nó có trứng vịt ở trong. Nó outplay mình, nó bỏ trứng vịt vô. Hoặc là bỏ trứng cút vô. They scam me. Ok, let's open it up. Có gà nè anh, nhưng mà không có trứng gà. First bite. Cái này là cái khác luôn. Cái này nó dai hơn cái hồi nãy mình ăn. Nó là cái gì đó hoàn toàn khác luôn á. Cái gì vậy ta? Cái gì đó? It's actually really good man. Hồi nãy giờ á, mình ăn hết 5 cái bánh bao. Những cái bánh bao nó cũng sẽ có cái vị riêng cho nó nha. Cái nào cũng có cái vị ngon riêng nó. Mình mới ăn cái cục vàng rồi, biết đó là cái gì á. Nó là cái gì mà không biết là cái gì luôn. Mình ăn để mình biết mà lúc cùng mình không biết luôn. Nhưng mà nói chung là nó ngon. Còn có thịt gà á. Cái thịt gà này là mình nhớ tới cái món xôi gà mọi người biết không? Kiểu như cái vị nó giống giống vậy á. Nó hơi hơi giống như là nó không quá ướt mà cũng không quá khô, nó kiểu nếu kiểu vừa vừa á. Đỉnh vậy. Ok. Vậy là hết món đồ ăn để review tập này của tập đầu tiên của Mập cùng Ken. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu các bạn thích và subscribe xem thêm. Nếu mà các bạn muốn mình review món nào tiếp á thì hãy comment ở dưới, mình sẽ check it out. So yeah. Bye guys.